Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình lớp học tiền sản và chăm con cùng Phương Châu. Lời nói đầu tiên, Tố Quyên xin kính chúc cho toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình có một buổi tối thật vui và thật khỏe. Quý vị khán giả thân mến, với chuỗi hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện gồm sản, nhi, đa khoa, nam khoa, hiếm muộn và khoa thẩm mỹ, khi đến với chương trình lớp học tiền sản và chăm con cùng Phương Châu, quý vị khán giả chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận với một chuỗi kiến thức, rất nhiều những thông tin hữu ích được phối hợp chặt chẽ bởi các chuyên khoa nhằm giúp cho các gia đình chúng ta trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng để có thể chăm sóc mẹ bầu một cách tốt nhất và chào đón bé yêu của mình ra đời an toàn và khỏe mạnh. Và đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một chủ đề khá là phổ biến trong thời buổi hiện nay và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các gia đình. Vâng ạ, đó chính là chủ đề viêm gan B ở mẹ bầu và mối lo ảnh hưởng đến thai nhi. Và đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay thì Tố Quyên xin được trân trọng giới thiệu hai vị diễn giả đến từ hai chuyên khoa khác nhau. Vâng ạ, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Phan Nguyễn Bảo Huy, hiện là trưởng khoa khoa khám bệnh đa khoa Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Tố Quyên xin kính chào bác sĩ Huy ạ. Xin chào Tố Quyên và xin chào quý vị khán giả. Vâng, Tố Quyên xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Hoàng Phúc, hiện là phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Tố Quyên xin kính chào bác sĩ Phúc ạ. Xin chào Tố Quyên và quý khán giả. Vâng ạ, đầu tiên thì Tố Quyên cũng xin được phép thay mặt cho ban tổ chức chương trình gửi lời cảm ơn chân thành đến hai vị bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình một buổi tối chủ nhật cuối tuần để đến đây để đồng hành cùng với các gia đình bầu trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, quý vị khán giả thân mến, vậy thì trong quá trình mang thai, mẹ bầu nhiễm viêm gan B có điều trị được hay không? Và trong quá trình điều trị thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình tối ngày hôm nay. Quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình nhé. Vậy thì để quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhấc điện thoại lên. Chúng ta sẽ mở chương trình fanpage kênh Bệnh viện Quốc tế Phương Châu nè, hoặc là fanpage của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng hoặc là Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ kết nối với ba đầu cầu khác nhau, cho nên quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình. Và đặc biệt, mỗi câu hỏi gửi về sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ phía của chương trình. Quý vị nào mà theo dõi xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ có cơ hội giành được phần quà đặc biệt trong phần trò chơi đố vui luôn. Vâng ạ, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Để mở đầu cho chương trình thì Tố Quyên xin được kính mời bác sĩ Bảo Huy. Bác sĩ Bảo Huy ơi, vậy thì để mở đầu cho chương trình tối hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ cho Tố Quyên cũng như quý vị khán giả được biết là trong quá trình mang thai, mẹ bầu nhiễm viêm gan B thì có điều trị được hay không? Và trong quá trình điều trị thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của thai nhi hay không ạ? Xin chào quý vị khán giả. Trước khi Huy trả lời câu hỏi của MC Tố Quyên về vấn đề viêm gan ở mẹ bầu, thì Huy khái quát sơ lược về tình hình viêm gan của thế giới cũng như tại Việt Nam. Thì hiện tại, cái bệnh viêm gan suy B là cái bệnh dẫn tới xơ gan và ung thư gan rất là cao. Hiện tại trên toàn thế giới, tỷ lệ nhiễm viêm gan suy B khoảng trên 250 triệu người. Còn tại Việt Nam chúng ta, thì tình hình nhiễm viêm gan B khoảng trên gần 8 triệu người. Trong đó tỷ lệ xơ gan mất bù chiếm lên tới 90.000 ca hoặc trên chúng chỉ 90.000 ca, và tỷ lệ ung thư gan do viêm gan CVB chiếm trên 66.000 ca và trên 33.000 ca tử vong do bệnh lý viêm gan. Đối với trường hợp mẹ bầu nhiễm viêm gan CVB thì hiện tại theo phác đồ của Bộ Y tế năm 2019 thì tại Bệnh viện Phương Châu chúng tôi, kể cả Phương Châu Cần Thơ, Phương Châu Sóc Trăng và Phương Châu Sa Đéc, chúng tôi đều có tư vấn và tham gia điều trị cho các mẹ bầu trong thời kỳ mang thai mà bị nhiễm viêm gan CVB hoặc mẹ bầu đang bị viêm gan CVB phải điều trị. Và theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế thì có các loại thuốc sử dụng được cho bệnh mẹ bầu bị viêm gan CVB trong thời kỳ mang thai và cả trong thời kỳ mang thai mà nhiễm viêm gan CVB
vẫn có thể sử dụng thuốc được để ức chế siêu vi nhằm hạn chế lây bệnh viêm gan siêu vi B từ mẹ qua con. Tỷ lệ mà mẹ bầu nhiễm viêm gan siêu vi B thể HBeAg dương tính nếu không điều trị thì tỷ lệ lây từ mẹ qua bé trên 90%. Vâng ạ. Bác sĩ Bảo Huy đã khái quát cho chúng ta biết về tình trạng nhiễm viêm gan B hiện nay cũng như là thực trạng nhiễm viêm gan B ở mẹ bầu tại Việt Nam của mình. Vậy thì bác sĩ Bảo Huy thân mến, bác sĩ có thể chia sẻ cho Tú Quyên cũng như quý vị khán giả được biết là nếu như trường hợp là chị em phụ nữ mình đang bị nhiễm viêm gan B, vậy thì chúng ta sẽ cần trang bị như thế nào về sức khỏe để chuẩn bị trước khi mang thai ạ? Cảm ơn Tú Quyên đã hỏi những câu hỏi thật là hay. Thì khi mà mẹ bầu bị nhiễm viêm gan siêu vi B, các mẹ bầu cũng đừng có nên lo lắng gì nhiều. Các bạn cứ theo dõi định kỳ mỗi 3 tới 6 tháng theo bác sĩ chuyên khoa viêm gan. Lúc đó bác sĩ chuyên khoa viêm gan sẽ tư vấn cho các bạn trước khi mang thai bạn sử dụng thuốc và sẽ đổi thuốc, ngưng thuốc gì trong thời kỳ bao lâu để chuyển qua những cái thuốc đặc biệt uống trong thời kỳ mang thai. Và các bạn vẫn theo dõi khám thai sản bình thường và song hành các bạn phải đi khám định kỳ tại bác sĩ chuyên khoa viêm gan để bác sĩ chuyên khoa viêm gan tư vấn cho các bạn chế độ ăn uống, chế độ dùng thuốc và chế độ theo dõi chăm sóc trong thời kỳ mang thai. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Bảo Huy. Quý vị khán giả thân mến thì cũng như bác sĩ đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều những kiến thức quan trọng rồi đúng không nào? Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ thôi, vậy thì còn rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta phía trước nữa. Hôm nay thì với sự phối hợp giữa hai chuyên khoa, nội khoa và nhi khoa, tôi yên tin chắc rằng sẽ có rất nhiều những thông tin mà chúng ta cần phải cập nhật thêm. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhấc điện thoại lên, cùng tham gia đặt câu hỏi tương tác với chương trình. Mỗi câu hỏi gửi về sẽ nhận được tương ứng với một phần quà hấp dẫn từ phía của chương trình quý vị nha. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ để thay đổi bầu không khí trong buổi tối hôm nay thì Tú Quyên sẽ kính mời toàn thể quý vị khán giả sẽ cùng tham gia một phần trò chơi đố vui đầu tiên của chương trình ạ. Và Tú Quyên xin được phép bật mí nha. Câu trả lời này đã được bác sĩ Bảo Huy chia sẻ với chúng ta rồi. Vâng, vậy thì trò chơi của chúng ta sẽ như sau. Tú Quyên sẽ đọc một câu hỏi với những lần lượt những cái đáp án. Và quý vị ở ba đầu cầu của chúng ta, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, chúng ta hãy nhanh tay chọn cho mình đáp án mình cho là đúng nhất. Và đặc biệt trong thời gian nhanh nhất, 1 phút 30 giây dành cho quý vị khán giả chúng ta, mình sẽ bình luận câu hỏi kèm theo đáp án. Tú Quyên ví dụ trước nha. Ví dụ như là 1A hoặc 1B. Được không ạ? Quý vị chúng ta đã sẵn sàng chứ ạ? Vâng, vậy thì tôi xin được phép đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Theo bạn, trong thời kỳ mang thai, mẹ nhiễm viêm gan B có uống thuốc điều trị được hay không? A. Được uống thuốc điều trị viêm gan B. B. Không được uống thuốc điều trị viêm gan B. 1 phút 30 giây dành cho toàn thể quý vị chúng ta xin được phép bắt đầu. Tôi xin được phép đọc lại câu hỏi ạ. Theo bạn, trong thời kỳ mang thai, mẹ nhiễm viêm gan B có uống thuốc điều trị được hay không? A. Được uống thuốc điều trị viêm gan B. B. Không được uống thuốc điều trị viêm gan B. Vâng ạ, A hay là B đây? Và tôi cũng xin bật mí luôn, lúc nãy bác sĩ Bảo Huy chúng ta đã chia sẻ câu trả lời rồi. Quý vị nào mà mình theo dõi xuyên suốt trong quá trình diễn ra lớp học buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gọi là có một cái ưu thế nhất định về những cái câu hỏi trong trò chơi đố vui ạ. Vâng ạ. Tôi xin được đọc một lần nữa nha. Theo bạn, trong thời kỳ mang thai, mẹ nhiễm viêm gan B có uống thuốc điều trị được hay không? A. Được uống thuốc điều trị. B. Không được uống thuốc điều trị viêm gan B. Vâng ạ, rất nhiều những câu trả lời chúng ta đã gửi về cho chương trình. Vậy thì anh chị nào sẽ là chọn ra đáp án đúng nhất trong thời gian nhanh nhất đây? Quý vị chúng ta hãy đừng bỏ lỡ qua thời gian nha. Chỉ còn 30 giây nữa mà thôi ạ. Bạn Nhật Hà có câu trả lời là 1A. 1A có đúng hay không? Vâng ạ. Bạn Tiến Hào có câu trả lời là 1B. Không được uống thuốc điều trị viêm gan B vì sợ. Vâng ạ. Chúng ta chỉ còn khoảng 5 giây nữa mà thôi. Quý vị khán giả chúng ta hãy nhanh tin luôn nè.
Hai, một, hết giờ ạ. 1 phút 30 giây trôi qua thật là nhanh đúng không ạ? Vậy thì bây giờ ban tổ chức chương trình đã có những cái câu trả lời đúng cũng như là những quý vị chúng ta đã nhanh tay chọn cho mình đáp án chính xác rồi. Và đối với phần thưởng ở ba đầu cầu, tôi Quyên sẽ công bố ở phía sau của chương trình. Quý vị khán giả chúng ta hãy trở lại tiếp tục với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay nha. Vâng ạ, vậy thì với câu trả lời, với câu đố vui vừa rồi, theo bạn trong thời kỳ mang thai mẹ nhiễm viêm gan B có uống thuốc điều trị được hay không? Đáp án của chúng ta đó chính là đáp án A. Vậy thì câu 1A, xin chúc mừng quý vị khán giả nào đã chọn ra đáp án đúng nha. Vậy thì ngay sau đây, bác sĩ Bảo Huy ơi, với câu hỏi đố vui vừa rồi thì bác sĩ có thể chia sẻ cho Tú Quyên cũng như quý vị khán giả được biết là cái việc điều trị viêm gan B với thai phụ thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé hay không ạ? Cảm ơn Tú Quyên. Thì như cái câu hỏi vừa rồi thì trong thời kỳ mang thai thì một là bệnh nhân và mẹ bầu đang bị viêm gan và đang điều trị viêm gan siêu B và đang có thai. Hai là mẹ bầu đang nhiễm viêm gan B và phải dùng thuốc ức chế siêu vi 3 tháng cuối của thai kỳ để hạn chế lây viêm gan siêu B từ mẹ qua con đều được. Đó là chúng ta sử dụng TDF, tức là tenofovir 300 mg, và đã được Bộ Y tế đưa vào phác đồ điều trị cho mẹ bầu nhiễm viêm gan siêu B điều trị 3 tháng cuối và mẹ bầu đang bị viêm gan siêu B điều trị bằng thuốc. Dạ vâng ạ. Vậy thì bác sĩ Huy ơi, nếu như mà mẹ bị viêm gan B thì cái tỷ lệ mà em bé của mình nhiễm virus viêm gan B thì nó có cao hay không ạ? Cảm ơn Tú Quyên, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Thì như Huy đã chia sẻ từ đầu, theo khuyến cáo thì khi mẹ nhiễm viêm gan siêu B đối với thể HBeAg dương tính và lượng siêu vi cao trên 10 mũ 6 thì có thể cái tải lượng siêu vi trên 10 mũ 6 copy hoặc là trên 200.000 đơn vị quốc tế thì tỷ lệ lây từ mẹ qua bé trẻ có thể bị nhiễm viêm gan B là trên 90% nếu chúng ta không dùng thuốc. Dạ rồi, xin cảm ơn bác sĩ Huy. Vậy thì trên thực tế thì bác sĩ Huy có thể chia sẻ với Tú Quyên cũng như là quý vị khán giả là một cái trường hợp mà bác sĩ Bảo Huy đã thực hiện điều trị hay không ạ? Cảm ơn Tú Quyên, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Thật cũng thời gian gần đây, cách đây khoảng chừng 1 năm thì bên khoa sản gửi cho Huy một ca mẹ bầu đang mang thai 22 tuần, mà mẹ bầu mà không biết bị viêm gan siêu B, mẹ bầu đi khám thai và với triệu chứng là mệt mỏi, vàng da, tiểu vàng, ăn uống không ngon miệng, chán ăn, sợ mỡ, mà mẹ bầu không biết mình bị nhiễm viêm gan siêu B, thì vô tình tới khám tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ thì bác sĩ sản đã phát hiện ra mẹ bầu đang bị nhiễm viêm gan siêu B và trong giai đoạn đợt cấp, thì có chuyển qua phòng khám đa khoa chuyên về viêm gan thì Huy nhận và đã cho mẹ bầu nhập viện điều trị. Thì lúc đó mẹ bầu tổn thương cái tế bào gan rất là nguy cấp, cái men gan tăng lên tới cả 1.000 đơn vị, bình thường trên 30 một chút xíu thôi. Tuy nhiên với cái men gan mà tăng gấp hơn 30 lần thì chứng tỏ cái gan đang bị tổn thương. Và cái lúc đó Huy làm cái xét nghiệm gọi là HPV Real Time PCR, tức là nói nôm na là mình đo cái tải lượng siêu vi ở trong máu của mẹ bầu, thì lượng siêu vi lên tới 10 mũ 10, tức là hàng tỷ copy trên 1 ml máu. Thì sau một tuần điều trị thì tại bệnh viện thì nhóm tiêu hóa viêm gan đã dùng thuốc nâng đỡ cơ thể và dùng thuốc ức chế siêu vi, đó là tenofovir 300 TDF đó. Thì sau một tuần điều trị thì men gan giảm xuống một nửa, chỉ còn 500, và sau một tuần ổn định thì cho tiếp tục cho bệnh nhân dùng thuốc ức chế siêu vi ngoại trú. Sau một tháng thì cái tế bào gan nó dần dần nó hồi phục về gần như bình thường, và cái lượng siêu vi sau 3 tháng đếm được thì giảm rất là đáng kể. Đó là một cái trường hợp cũng là chắc thời điểm này thì cũng khá hy hữu. Tại thông thường các bà mẹ mang thai hoặc các cặp vợ chồng trước khi lập gia đình thì
có những cái gói tại bệnh viện Phương Châu Cần Thơ cũng như các chi nhánh đều có gói khám tiền hôn nhân, tức là qua đó các bác sĩ sẽ sàng lọc những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe mẹ và bé để đưa ra cái hướng tư vấn và theo dõi và chăm sóc cho mẹ bầu. Đó là cái trường hợp đặc biệt vì mẹ bầu này lần đầu tiên tới khám tại Phương Châu vì những cái lý do mà Huy chia sẻ, thì vô tình đó là cũng là một ca rất là hay để cảnh báo cho chúng ta, nếu chúng ta không điều trị kịp thời thì nó sẽ suy gan và có thể nguy cơ tử vong. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Bảo Huy. Quý vị khán giả thân mến, vậy thì trước khi hành trình chúng ta chuẩn bị mang thai thì chúng ta nên đi tầm soát cũng như là đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo có một sức khỏe trong thai kỳ thật là tốt, đúng không nào? Và theo như bác sĩ Bảo Huy chúng ta cũng có chia sẻ là trong quá trình mình mang thai thì mình cũng không nên chủ quan, mình cần phải đi kiểm tra cũng như đi tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ để có thể kịp thời phát hiện cũng như điều trị cho mẹ bầu ạ. Vâng, vậy thì quý vị khán giả thân mến, để thay đổi cho bầu không khí trong buổi tối ngày hôm nay thì Tú Quyên xin được phép mời quý vị chúng ta cùng tham gia trò chơi đố vui thứ hai của chương trình. Quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa? Cũng giống như lần trước, Tú Quyên sẽ đọc ra một câu hỏi nè, lần lượt sẽ đọc các đáp án ABC. Quý vị chúng ta sẽ trả lời câu hỏi bằng cách bình luận, ví dụ như là câu 2A nè, câu 2B nè, được không ạ? Vâng ạ. Vậy thì quý vị khán giả ở ba đầu cầu chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Ngay bây giờ tôi Quyên sẽ đọc câu hỏi ạ. Trò chơi đố vui thứ hai sẽ có nội dung như sau. Tiêm ngừa cho trẻ có mẹ bị viêm gan B và mẹ không bị viêm gan B có khác nhau hay không? A. Không khác nhau. B. Khác nhau. 1 phút 30 giây dành cho quý vị khán giả chúng ta xin được phép bắt đầu ạ. Tú Quyên xin được phép đọc lại câu hỏi trò chơi đố vui thứ hai có nội dung như sau. Tiêm ngừa cho trẻ có mẹ bị viêm gan B và mẹ không bị viêm gan B có khác nhau hay không? A. Không khác nhau. B. Khác nhau. Quý vị chúng ta hãy bình luận câu hỏi và kèm theo đáp án mình cho là đúng nhất. Trong thời gian nhanh nhất thì chúng ta sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ phía của chương trình đó ạ. Vậy thì quý vị ơi, việc tiêm ngừa cho trẻ giữa mẹ bị viêm gan B và mẹ nhiễm viêm gan B thì có khác nhau hay không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ nhanh tay để chọn cho mình đáp án đúng và nhanh nhất nha. Vâng ạ, có rất nhiều những quý anh chị chúng ta đã gửi về cho chương trình rồi. Bạn có nickname là Tuyên Dương nè, chọn đáp án 2B, Ngọc Hân Nguyễn 2B, Ninh Nguyễn Thùy A, Thứ Ngọc Bùi 2B. Quý vị ơi, vậy thì chúng ta sẽ bình luận câu hỏi và đáp án kèm theo được không ạ? Mình cho là đúng nhất. Vậy thì A, B không khác nhau, khác nhau hay là giống nhau hay là khác nhau đây? Vâng, là một câu hỏi rất là phân vân đúng không ạ? Bạn Ngọc Lý có đáp án là 2B. Vâng ạ. Ba giây dành cho quý vị khán giả chúng ta. 3, 2, 1, hết giờ ạ. Quý vị ơi, vậy thì thời gian của chúng ta đã hết rồi. Rất nhiều những câu trả lời đã được đưa ra. Vậy thì đáp án 2A hay là 2B mới đúng đây? Ngay sau đây, Tú Quyên sẽ được công bố ngay ạ. Đáp án của chương trình là tiêm ngừa cho trẻ có mẹ bị viêm gan B và mẹ không bị viêm gan B có khác nhau. Vậy thì đáp án của chúng ta đó chính là câu 2B. Xin chúc mừng quý vị khán giả nào đã có câu trả lời đúng nhất cho mình. Tuy nhiên, hãy chờ đợi kết quả là câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất ở phía sau của chương trình quý vị nha. Vâng ạ, quay lại với vấn đề tiêm ngừa cho trẻ. Vì chúng ta có việc là mình sẽ theo dõi những cái trường hợp mẹ bị nhiễm viêm gan B. Vậy thì việc tiêm ngừa sẽ như thế nào? Ngay bây giờ thì tôi Quyên xin kính mời bác sĩ Phúc ạ. Dạ, bác sĩ Phúc ơi, đối với cái vấn đề trên thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là cái sự khác nhau về việc tiêm ngừa sau sinh dành cho trẻ có mẹ nhiễm viêm gan B và mẹ không bị nhiễm hay không ạ? Chào Tố Nguyên và quý vị khán giả. Thì tất nhiên là một cái mũi tiêm ngừa viêm gan B thì nó có tác dụng là nó bảo vệ trẻ là trong quá trình mà sinh sống sau này á. Tránh bị nhiễm viêm gan B. Do đó một bé mà sanh ra
mà mẹ bé nó bị viêm gan B á, thì bé nó bị có nguy cơ là bị mắc, bị lây viêm gan B cao hơn rất là nhiều so với một bé mà sanh ra mà mẹ không bị viêm gan B. Do đó thì cái việc tiêm ngừa đối với những trẻ mà sanh ra mà mẹ bị viêm gan B thì phải tích cực hơn nữa. Tức là bình thường á, thì một bé mà sanh ra mà mẹ khỏe mạnh không bị viêm gan á, thì cái việc tiêm ngừa vaccine viêm gan B cho bé thường á, là theo khuyến cáo của y tế á, là phải là trong vòng 24 giờ. Và những trường hợp mà có thể á, là vì cái lý do gì đó mà làm gián đoạn thì có thể là trong vòng 7 ngày đầu thì vẫn có thể tiêm được. Tuy nhiên á, thì những bé mà sanh mà mẹ bị viêm gan B á, thì chúng ta phải á, là ngoài cái mũi vaccine tiêm ngừa cho bé thì chúng ta còn phải sử dụng cái loại gọi là huyết thanh kháng virus viêm gan B và tiêm càng sớm càng tốt. Theo khuyến cáo là thường là phải trong vòng 12 tiếng đầu là phải tiêm đồng loạt hai loại, tức là huyết thanh kháng viêm gan B và cái vaccine viêm gan B luôn trong vòng 12 tiếng đầu, thì sẽ giúp là bảo vệ cho bé tốt hơn. Thường thí dụ như một bé mà mẹ bị viêm gan B tùy theo cái mức độ như bác sĩ Bảo Huy đã nói, tức là mức độ hoạt động hoặc là đang trong giai đoạn cấp á, thì cái mức độ bé bị nhiễm có thể dao động từ 30 đến trên 90%. Thì cái việc mà tiêm ngừa hai mũi đồng loạt huyết thanh viêm kháng viêm gan B và vaccine ngừa viêm gan B ở hai vị trí khác nhau cho người bé thì có thể là sẽ giúp giảm xuống cái tỷ lệ bé bị nhiễm viêm gan B xuống chỉ còn có khoảng là 1% thôi. Đó, thì rất là quan trọng cho bé. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Phúc. À, bác sĩ Phúc ơi, nghe nói mà cái tỷ lệ mà mắc từ 30 đến 90% là rất là cao luôn đúng không ạ? Nhưng mà khi em bé vừa chào đời thì chúng ta đã có tiêm ngừa vaccine và huyết thanh cho bé thì tỷ lệ chỉ còn khoảng 1% thôi. À, vậy thì bác sĩ Phúc có thể chia sẻ là ở Bệnh viện Quốc tế Phương Châu hiện tại là có cái loại huyết thanh này để tiêm cho bé không ạ? À, tất nhiên là hiện tại thì bệnh viện là có cái loại huyết thanh này, và tất cả những bé nào mà được sanh ra tại Bệnh viện Phương Châu này thì đều được sử dụng cái huyết thanh này để mà đảm bảo là bé được bảo vệ tốt nhất. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy là quý mẹ bầu nào mà chúng ta bị nhiễm viêm gan B thì mình cũng yên tâm rồi đúng không ạ? Vâng ạ, hiện tại thì Tú Quyên cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi mà quý vị chúng ta đã gửi về. Tuy nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục chương trình một chút xíu nữa nha. Vậy thì bác sĩ Phúc ơi, bác sĩ Tú Quyên xin được hỏi bác sĩ Phúc thêm cái vấn đề này nha. Đối với những cái trường hợp mà em bé nhiễm viêm gan B á, tức là mẹ nhiễm viêm gan B rồi thì em bé sẽ được theo dõi như thế nào sau sinh hả bác? Thì việc mà bé mẹ bị viêm gan B thì ngoài cái mũi mà hai mũi vào lúc sau sanh ra, thì sau đó bé mình sẽ được tiêm ngừa theo cái lịch tiêm ngừa chung đối với tất cả những bé khác. Tức là theo lịch tiêm ngừa của quốc gia, không có sự khác biệt. Vì sao? Bởi vì hầu hết những các bé mà sơ sinh á, mình nhỡ bé nó có lây viêm gan B của mẹ thì hầu hết á, đều là lây thể mãn tính, tức là không có triệu chứng. Và cái việc mà tiêm ngừa tiếp theo á, thì cũng có tác dụng, tại vì những cái mũi mà tiêm ngừa tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4 á, trong đó cũng có mũi tiêm ngừa viêm gan B luôn, thì bé hoàn thành được những cái mũi đó thì nó sẽ giúp củng cố cái việc bảo vệ bé khỏi cái việc nhiễm viêm gan siêu vi B. Đó, cho nên là bé vẫn phải được tiêm ngừa theo lịch. Và sau đó thì theo khuyến cáo thì từ 9 tháng đến 12 tháng tuổi bé sẽ bắt đầu mới xét nghiệm máu để coi bé nó có bị nhiễm viêm gan B không và bé nó có đủ kháng thể để bảo vệ bé chưa. Đó, thì tùy cái tình trạng thì bé sẽ được tư vấn tiếp theo. Thì tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thì có dịch vụ này. Thì bé sau khi được tiêm ngừa thì 9 tháng đến 12 tháng thì phụ huynh mình nhớ cho bé đến để xét nghiệm lại cái tình trạng viêm gan B của bé. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Phúc. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra như thế này nè bác Phúc. Đối với trường hợp em bé sơ sinh của mình, trong vòng 12 tiếng thì mình đã có thể tiêm vaccine viêm gan B nè, tiêm huyết thanh cho bé rồi. Vậy thì lúc bé tròn 2 tháng tuổi, trong 6 trong 1 thì lại có thêm viêm gan B. Vậy thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé hay không ạ? Cái việc mà tiêm nó thì tất nhiên là sẽ không có ảnh hưởng như rồi. Tại vì thứ nhất là cái huyết thanh thì nó sẽ không có ảnh hưởng như tới việc tiêm vaccine hết. Và cái việc tiêm ngừa lúc 2 tháng tuổi là cần thiết. Đó, thì như bác nói nãy rồi, nó sẽ có củng cố thêm việc bảo vệ cho bé.
Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Phúc. Một câu trả lời vừa rồi của bác Phúc thôi là Tú Quyên cũng biết là rất nhiều mẹ bầu chúng ta đã an tâm hơn trong cái lịch trình tiêm ngừa của con và theo dõi lịch trình sức khỏe của con sau sau khi sinh rồi đúng không ạ? Vậy thì quý mẹ bầu cũng yên tâm là khi mà em bé mình tiêm huyết thanh, tiêm vaccine xong rồi thì mình khi 2 tháng tuổi bé vẫn có thể tiêm vaccine sáu trong một, trong đó có viêm gan B ạ. Bác, hiện tại thì Tú Quyên đã nhận được rất nhiều những câu hỏi mà quý vị chúng ta đã gửi về. Cho nên là Tú Quyên xin được phép ngay sau đây sẽ đọc những câu hỏi và xin mời bác sĩ sẽ giải đáp ạ. Một câu hỏi của bạn có nickname là Hồng Cẩm. Bác sĩ ơi, có những triệu chứng hay dấu hiệu nào để biết được mình bị nhiễm viêm gan B hay không? Hay chỉ xác định được qua việc xét nghiệm máu thôi thưa bác sĩ? Đối với câu hỏi này, Tú Quyên xin được phép và kính mời bác sĩ Bảo Huy ạ. Cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Đối với trường hợp bệnh nhiễm viêm gan CVB, như trước đây Huy cũng đưa một cái trường hợp điển hình, một mẹ bầu vô tình tới khám mà không biết mình bị viêm gan B mà dẫn tới bị viêm gan CVB cấp là như vậy. Cái việc nhiễm viêm gan CVB, cái triệu chứng nó rất là không rõ ràng, không có một cái triệu chứng gì nó đặc hiệu, đến khi nó bùng phát lên rồi thì lúc đó mình với vàng da, vàng mắt, tiểu vàng, da niêm mạc, rồi chán ăn, sợ mỡ rồi đó. Là vì thế nên cái khi mà bạn nhiễm viêm gan siêu B, nếu mà nhiễm viêm gan siêu B nó không có triệu chứng gì, các bạn không thể nào mình biết trong người mình viêm gan siêu B. Chỉ vô tình một lần nào đó mình đi khám sức khỏe và được bác sĩ hướng dẫn làm cái xét nghiệm HBSAG định lượng để mình coi mình có nhiễm viêm gan CVB không, thì lúc đó mình mới phát hiện được. Chứ cái triệu chứng nó rất là mơ hồ và mình rất là khó phát hiện. Cảm ơn MC. Dạ vâng ạ, bác sĩ Bảo Huy có thể cho quý vị khán giả được biết thêm là vậy thì cái quá trình mà chúng ta sẽ cần phải đi đến bệnh viện để thực hiện xét nghiệm và kiểm tra viêm gan B là nó sẽ diễn ra như thế nào, trong thời gian bao lâu không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Tú Quyên. Thì Huy sẽ chia sẻ sâu hơn một chút xíu nữa. Đối với các bạn trẻ mà trước khi lập gia đình thì các bạn nên khám một cái khám sức khỏe tổng quát trước, gọi là khám sức khỏe tiền hôn nhân đó, để từ đó các bác sĩ đưa ra cho các bạn một cái hướng để các bạn xác định. Thì ví dụ như khi mà mẹ bầu trước khi bạn các bạn lập gia đình thì các bạn xét nghiệm kháng nguyên kháng thể của viêm gan CVB. Có những trường hợp các bạn đã có kháng thể rồi, hoặc là đặc biệt là kháng thể trên 1.000 đơn vị quốc tế, thì có thể cái kháng thể của bạn có sức tạo cái kháng thể, cái sức bền vững từ 15 năm hoặc suốt đời. Bạn lỡ có bị nhiễm viêm gan CVB thì bạn sẽ không có lo sợ gì. Khi mà có kháng thể rồi, bạn sẽ không lo sợ gì bạn sẽ bị lây viêm gan CVB. Hoặc là khi bạn chưa có kháng thể thì từ đó bác sĩ y học dự phòng sẽ tư vấn cho bạn tiêm bao ngừa bao nhiêu mũi và xét nghiệm lại kháng thể sau khi tiêm bao nhiêu mũi để các bạn có kháng thể, rồi lúc đó các bạn mang thai thì rất là yên tâm. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bảo Huy. Một bạn có nickname là Nguyễn Kiều Diễm. Bác sĩ Huy là một bác sĩ giỏi và có tâm. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Diễm ạ. Tôi Huy xin được phép đọc một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Kim Thanh. Chào bác sĩ, em đang mang thai và phát hiện bị viêm gan B. Vậy em có cần kiêng cữ gì trong chế độ ăn uống không ạ, thưa bác sĩ? Câu hỏi này Tú Quyên xin kính mời bác sĩ Bảo Huy ạ. Cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi cũng rất là hay. Cảm ơn Tú Quyên. Mẹ bầu cứ yên tâm ăn uống đầy đủ vitamin, đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ khoáng chất như các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cho bạn trong thời kỳ mang thai. Còn đối với viêm gan nhiễm, viêm gan CVB mà không có tổn thương tế bào gan, chỉ nhiễm cái con viêm gan CVB trong máu thì các bạn không sợ gì hết trơn á. Các bạn sẽ chú ý mình chỉ những cái thuốc, mình dùng cái thuốc nào mà nó có nguy cơ làm tổn thương tế bào gan. Ví dụ như các bạn hay bị đau đầu hoặc các bạn viêm xoang, các bạn dùng thuốc giảm đau đơn thuần như là paracetamol hoặc là những nhóm giảm đau kháng viêm, thì những cái thuốc đó nó sẽ làm tổn thương cái gan của bạn. Chứ trong thời kỳ mang thai, bạn có nhiễm viêm gan CVB, bạn ăn uống bình thường
như các mẹ bầu khác, không có vấn đề gì khác lạ. Cảm ơn bác sĩ Bảo Huy. Tôi xin được phép đọc một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Tuệ Mẫn. Sau khi tiêm huyết thanh viêm gan B cho bé thì bé nhà em sốt cao. Đây có phải là tác dụng phụ sau tiêm không và cần chăm sóc bé như thế nào ạ? Đối với câu hỏi này tôi xin kính mời bác sĩ Phúc ạ. Xin chào bạn. Thì cái này thì tất nhiên là huyết thanh viêm gan B thì nó cũng giống như một những cái loại bất kỳ loại thuốc nào. Thì bé sau khi tiêm xong á, thì nó vẫn có một tác dụng phụ, thì sốt cũng là một cái loại tác dụng phụ mà hiếm gặp. Tuy nhiên thì tùy, tại vì bạn không nói rõ là bé là trong giai đoạn sơ sinh hay là tức là bé sau sanh ra tiêm liền hay là bé đã lớn, thì tùy cái nếu mà bé sơ sinh á, mà sau tiêm á, mà bị sốt á, thì tốt nhất á, là phải đem đến đi khám để cho bác sĩ đánh giá lại cái sốt này á, là bé bị nhiễm trùng hay là do một vấn đề gì đó khác. Còn nếu mà bé lớn á, thì nếu mà vì một vấn đề gì đó mà phải tiêm cái huyết thanh viêm gan B này thì chúng ta có thể là phải chúng ta có thể theo dõi, có thể là vẫn dùng thuốc hạ sốt để mà theo dõi cho bé. Thì nếu mà bé nó còn sốt hơn một ngày, hơn 24 tiếng thì có thể mình vẫn phải đem cho bé đi khám để bác sĩ có thể đánh giá kỹ là có phải do cái tác dụng phụ của cái huyết thanh này không, hay là một cái bệnh lý nào đó mà cần phải xử lý tiếp. Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Phúc. Tôi Huyên xin được phép đọc một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Hà Tím. Xin hỏi, vợ tôi mang thai đã được 16 tuần, tuần thứ 8 xét nghiệm được cho là nhiễm viêm gan B. Bác sĩ bệnh viện Phương Châu Sa Đéc cho biết tới tuần 28 sẽ kiểm tra lại. Nếu cao thì dùng thuốc để giảm lượng viêm gan B qua cho bé. Vậy hỏi nên can thiệp thuốc ngay hay phải đợi tới tuần 28 mới kiểm tra lại ạ? Xét nghiệm AST GOT S3 XL 200 kết quả là 15, đo ALT kết quả là 17, HB E AG test nhanh máu là negative. Xin mời bác sĩ Bảo Huy ạ. Thông thường thì theo phác đồ của Bộ Y tế, đối với mẹ bầu nào nhiễm viêm gan CVB thì các bạn nên đo tải lượng hoặc là xét nghiệm men gan hoặc cái HBAR thông thường khoảng trước tuần thứ 24 của thai kỳ, để qua đó các bác sĩ đánh giá coi trong thời kỳ mà mang thai ở tuần thứ 24 thai kỳ có đủ chỉ định để mà dùng thuốc ức chế siêu vi 3 tháng cuối của thai kỳ không, để hạn chế lây cho bé. Giống như là bác sĩ Phúc đã chia sẻ, nếu mà các mẹ bầu dùng thuốc ức chế siêu vi tốt, nếu có chỉ định ở 3 tháng cuối thai kỳ dùng thuốc thì bác sĩ chuyên khoa viêm gan sẽ cho chỉ định dùng thuốc 3 tháng cuối của thai kỳ. Thì sau khi dùng thuốc tới khi bạn sanh thì bé sanh ra cũng xài các phác đồ của tiêm ngừa nhi cho các bạn, để cho các bé, để các bé có cái sức có kháng thể và các bé không bị lây viêm gan CVB từ mẹ. Thì thông thường cái men gan của bạn nói thì cái men gan của bạn trong giới hạn bình thường. Còn cái HbAr âm thì cái HbAr âm thì cái tỷ lệ lây từ mẹ qua bé rất là thấp. Và đặc biệt các bạn phải làm một cái xét nghiệm gọi là các xét nghiệm đơn giản, mình cái từ thông thường mình gọi là đo tải lượng viêm gan CVB trong máu. Nếu như mà lượng viêm gan CVB cao trong máu trên 200.000 đơn vị quốc tế thì phải dùng thuốc 3 tháng cuối của thai kỳ để ức chế siêu vi, để hạn chế lây bệnh viêm gan CVB từ mẹ qua bé. Như các bạn đã biết, ba con đường mà lây truyền mà mình nhiễm viêm gan CVB, thứ nhất là đường máu. Thì hiện tại bây giờ đường máu, các bệnh viện khi chúng ta đi khám bệnh điều trị nhập viện thì người ta sử dụng thuốc kim hoặc là truyền dịch bằng kim một lần duy nhất là người ta thay kim, nên cái tỷ lệ lây do mà đường máu cũng rất là thấp. Và cái vấn đề thứ hai là đường tình dục, thì khi mà các bạn trước khi các bạn lập gia đình rồi, các bạn xét nghiệm đôi cho chồng rồi cho vợ thì các bạn cũng tỷ lệ lây rất là thấp. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà lây những cái mẹ bầu mà không biết mình bị nhiễm viêm gan CVB để lây từ mẹ qua con, đó là con đường thứ ba. Thì cái con đường thứ ba hiện tại bây giờ thì nó là nhiều nhất. Đó, thì Huy chia sẻ vậy để mà các bạn nắm những cái kiến thức cơ bản để các bạn
theo dõi mình và chăm sóc sức khỏe cho mình. Còn đối với bạn thì cái men gan của bạn, bạn tuy bạn bị nhiễm nhưng men gan của bạn rất là ổn định, rất là bình thường, thì các bạn cứ mang thai và cứ đi khám định kỳ chuyên khoa viêm gan theo đúng lịch trình mà bác sĩ chuyên khoa viêm gan tư vấn cho bạn. Cảm ơn bác sĩ Bảo Huy. Tú Huy xin được phép đọc một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Yên An. Chào bác sĩ, xin bác sĩ cho biết nếu gia đình từng có tiền sử viêm gan B thì nếu mà muốn để có thai thì cần phải đi khám gì trước khi mang thai? Người chồng có cần khám luôn không? Cảm ơn bác sĩ. Đối với câu hỏi này, tôi xin được kính mời bác Huy ạ. Cảm ơn bạn Yên An. Như mình chia sẻ rồi đó, vợ chồng thì trước khi lập gia đình thì mình nên khám. Tuy nhiên, đối với mẹ, nếu như mẹ bé bị đang bị viêm gan siêu vi B mà đang dùng thuốc ức chế siêu vi, hiện tại bây giờ thuốc ức chế siêu vi trong cái điều trị viêm gan siêu vi B rất là nhiều. Ví dụ như interferon, lamivudin, adefovir, rồi tenofovir, rồi tenofovir. Đó, thì nếu các bạn trước khi chuẩn bị có thai thì các bạn nếu dùng các thuốc khác ngoài thuốc tenofovir 300 thì các bạn sẽ phải ngưng thuốc đó trước 2 tháng. Sau đó các bạn đổi qua tenofovir và sau đó sau 2 tháng sau dùng thuốc tenofovir thì các bạn vẫn có thai bình thường. Còn đối với chồng bạn, nếu mà tốt nhất thì chồng bạn nên đi khám xét nghiệm viêm gan siêu vi B. Qua đó nếu không nhiễm viêm gan siêu vi B thì bác sĩ sẽ tư vấn cho chồng bạn đi tiêm ngừa để chồng bạn có kháng thể để bền vững suốt đời để không bị viêm gan siêu vi B. Dạ, cảm ơn bác sĩ Bảo Huy. Một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Thanh Nguyên. Dạ, nếu bé sơ sinh nhiễm viêm gan B thì sẽ điều trị như thế nào ạ? Bé có phải dùng thuốc nhiều không bác sĩ? Và ở Phương Châu thì có tư vấn và điều trị không ạ? Đối với trường hợp này em xin mời bác sĩ Hạnh Phúc ạ. Thì chào bạn. Thì hiện tại cái như bác nói nãy thì hầu hết á, nếu mà bé mà sanh ra mà lỡ không may á, là bé nó bị nhiễm viêm gan B từ mẹ thì hầu hết các bé đó thì đều là chuyển lên một tình trạng gọi là viêm gan mạn. Viêm gan mạn thì hầu hết bé nó đều không có triệu chứng gì hết, thì tức là bé nó vẫn phát triển như bình thường, chỉ có cho nên là mình vẫn cho bé tiêm ngừa và theo dõi như bình thường. Tất nhiên là nếu mà những bé nó bị viêm gan mạn á thì cái tỷ lệ mà bé mà khi mà trưởng thành á thì khoảng 1/3 nó sẽ diễn tiến tới tình trạng gọi là sơ gan hoặc là ung thư gan sau này. Đó, cho nên là mình vẫn theo dõi bé đó và cho tiêm, và khoảng 9 tháng tới 12 tháng thì mình sẽ xét nghiệm lại, đánh giá lại cái thứ nhất là đánh giá lại cái tình trạng viêm gan của bé, thứ hai là có thể là phải sẽ được tư vấn đi tới chuyên khoa. Thứ nhất là để theo dõi cái tình trạng của bé là nó có diễn tiến một tình trạng cấp hay không, và trong quá trình theo dõi bé thì như bác sĩ Bảo Huy có nói thì là mình vẫn có thể theo dõi được là cái tình trạng bé nó có viêm cấp hay không. Bằng cách đó, thứ nhất là vàng da thì thường nếu bé mà mình thấy da nó đột nhiên nó vàng nhiều hơn nè, bé nó bỏ bú nè, thì có thể là bé nó đang diễn tiến một tình trạng là viêm gan cấp á, thì phải cho bé đi khám liền. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Phúc ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Tuyết Nhung Nguyễn. Bác sĩ cho em hỏi, có phương pháp nào để bé không bị lây truyền viêm gan B từ mẹ không? Đối với câu hỏi này thì Tú Huy xin kính mời bác sĩ Phúc ạ. Việc mà tránh bé bị lây truyền viêm gan B từ mẹ thì chúng ta phải hiểu như thế này. Việc là cái bé nó bị lây viêm gan B thì có thường là hai con đường. Cái con đường hiếm gặp là mẹ lây cho bé trong lúc mang thai luôn, tức là mẹ chưa chuyển dạ sanh ra đó, thì trong quá trình mang thai á, thì trong cái màng ấu này nọ đó, thì mẹ có thể lây qua cho bé, thì đường này nó hiếm gặp hơn. Nhưng mà nếu mà lây trong đường này thì tất nhiên là bé nó đã bị lây từ trong lúc mang thai rồi thì rất là khó để dự phòng. Tất nhiên nếu mẹ như bác sĩ Bảo Huy nói đó, sử dụng thuốc phù hợp thì sẽ giảm cái khả năng này.
Rồi tất nhiên là khi mẹ sử dụng thuốc phù hợp á, thì cũng giảm khả năng mẹ lây cho bé trong cái lúc mà mẹ sanh bé ra. Thì bởi vì khi sanh ra thì bé chắc chắn nó sẽ tiếp xúc với máu của mẹ, rồi khả năng bé nó sẽ bị lây là có. Thì sao? Thì ngoài cái việc mẹ sử dụng mà điều trị đúng theo phác đồ, thì bé khi sanh ra thì được sự tiêm ngừa cái huyết thanh và cái vaccine viêm gan B càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 12 giờ đầu, thì sẽ góp phần bảo vệ bé tốt hơn, giảm tỷ lệ nhiễm xuống còn khoảng 1%. Và sau đó là bé được tiêm ngừa đúng lịch thì sẽ củng cố được cái việc mà bảo vệ cho bé. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Phúc ạ. Có rất nhiều quý vị khán giả chúng ta đã gửi câu hỏi về cho chương trình, thì Tú Quyên xin được phép sẽ lần lượt đọc các câu hỏi của mình nha quý vị. Một câu hỏi tiếp theo Tú Quyên xin được phép đọc của một bạn có nickname là Ngọc Diệp. Trước khi mang thai bé đầu, em có khám tiền sản và vô tình biết được em bị nhiễm viêm gan B ở mức độ bình thường, và em vẫn mang thai bé đầu, sinh ra bé vẫn khỏe mạnh. Sau đó thì em đang mang thai bé thứ hai, em có làm xét nghiệm máu viêm gan B thì bác sĩ kết luận em không hề bị viêm gan B. Vậy thì em không biết sau khi sinh bé thứ hai em có nên đi tiêm ngừa huyết thanh sau khi sinh cho em bé thứ hai không? À, đối với câu hỏi này cũng gặp rất là nhiều những trường hợp mẹ bầu chúng ta hỏi câu hỏi này. Vậy thì đối với câu hỏi này thì tôi sẽ mời bác sĩ Phúc ạ. Tức là mẹ bé thứ nhất á, thì mẹ xét nghiệm dương tính. Dạ. Bé thứ hai á, thì âm tính, mẹ âm, dạ. Mẹ xét nghiệm âm tính. Dạ. Cái này thì theo bác biết như thế này, thì trong cái hướng dẫn á, của cái việc mà tiêm ngừa vaccine viêm gan B cho bé á, thì trong trường hợp á là cái việc mà xác định cái tình trạng nhiễm viêm gan siêu vi B của mẹ nó không được rõ ràng á, tức là một là mẹ không có xét nghiệm mà chỉ sanh bé thôi, hoặc là cái việc mà mẹ bị nhiễm gan B còn trong vòng nghi vấn á, thì tốt nhất là vẫn nên tiêm cho bé, vẫn nên tiêm đủ các huyết thanh và vaccine cho bé luôn đó. Thì nhỡ như mà lần sau mình xét nghiệm nó lại dương nữa thì tạo cho bé. Cho nên về theo khuyến cáo của cái hiệp hội tiêm ngừa của Hoa Kỳ á, của CDC Hoa Kỳ á, thì mình vẫn nên tiêm. Tại vì cái việc tiêm ngừa huyết thanh á thì gần như nó cũng không có tác dụng phụ gì nhiều, nhưng mà lại giúp bảo vệ cho bé. Đó. Dạ. Còn không biết bác sĩ Vũ Huy là có ý kiến nhiều vấn đề là một trường hợp mẹ xét nghiệm mà lần đầu dương hoặc là lần sau âm không ạ? Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thì đối với mẹ mà lúc đầu dương thì nó có hai vấn đề. Một á, là có thể mẹ bé làm một cái test nhanh, nó có thể là dương tính giả. Hoặc có trường hợp mẹ bị nhiễm viêm gan siêu vi B, nhưng mà cái tỷ lệ rất là thấp, thông thường là dưới 1%. Khi mà mẹ bị nhiễm viêm gan siêu vi B, đợt cấp bùng phát á, thì sau một đợt điều trị, đôi khi mất luôn kháng nguyên mặt mạch, tức là mất luôn HBSAG, tức là bệnh nhân đã bị được hết bệnh viêm gan siêu vi B, nhưng tỷ lệ nó rất thấp. Đó. Còn muốn mình chẩn đoán được, xác định đó, là mình còn bị viêm gan siêu vi B không, mình phải đến những nơi cơ sở y tế mà làm cái xét nghiệm định lượng HBSAG và đo tải lượng HBVDNA để mình đánh giá coi mình còn viêm gan siêu vi B không. Đó. Còn trường hợp tiếp theo thì bé thứ hai thì như Bắc Phúc đã chia sẻ rồi. Chúng ta nên cho bé globulin và tiêm ngừa theo đúng lịch trình của quốc gia. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn hai vị bác sĩ của chúng ta. Tôi Quyên xin được phép đọc một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Nhiên Huỳnh. Việc dùng thuốc điều trị viêm gan B trong thời kỳ mang thai có ảnh hưởng đến sức khỏe hay là trí thông minh của trẻ về sau không ạ? Đối với câu hỏi này, Tôi Quyên xin được kính mời bác sĩ Bảo Huy ạ. Thì theo phác đồ của Bộ Y tế đó, năm 2019 là cập nhật mới nhất, thì như Huy đã chia sẻ rồi, trước khi mà mẹ đang điều trị viêm gan siêu B, mà trước khi mình muốn dự định có thai 2 tháng, thì chúng ta phải đến khám chuyên khoa viêm gan và được bác sĩ chuyên khoa viêm gan tư vấn đổi cho các bạn qua dùng một thứ thuốc khác. Để cái thuốc đó nó an toàn cả mẹ và bé trong thời kỳ bạn mang thai.
Và trong thời kỳ dùng thuốc, trong thời kỳ mang thai thì mẹ cũng phải khám định kỳ viêm gan siêu vi tại bác sĩ chuyên khoa mỗi 3 đến 6 tháng. Từ đó người ta đưa cho những cái chỉ, làm cho chị những cái chỉ định, làm cái xét nghiệm theo dõi chức năng gan, chức năng thận, siêu âm gan cho các bạn, và người ta đo cái tải lượng viêm gan siêu vi B trong máu để người ta đánh giá coi có đáp ứng với thuốc điều trị như thế nào. Đó. Thì thông thường Bộ Y tế đã đưa ra cái phác đồ cái thuốc sử dụng cho mẹ và mẹ bầu điều trị hoặc cũng như nhiễm viêm gan siêu vi B mà phải dùng thuốc ở 3 tháng cuối của thai kỳ cũng rất là an toàn, nên các bạn đừng có lo. Đó là cả nghiên cứu của cả thế giới. Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Bảo Huy. Một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Thi Đỗ. Cho em hỏi, nếu tiêm ngừa viêm gan B thì có cần chờ bao lâu mới có thai được không ạ? Thưa bác sĩ, đối với câu hỏi này tôi xin kính mời bác sĩ Bảo Huy ạ. Cảm ơn các bạn. Bạn Thi Đỗ đã hỏi câu hỏi này. Thì thông thường mình tiêm ngừa viêm gan siêu vi B thông thường là 3 mũi. Mình có thể tiêm nhanh hoặc là có thể tiêm theo phác đồ bình thường. Phác đồ bình thường thì phác đồ 016, tức là các bạn sẽ tiêm mũi thứ nhất, rồi mũi thứ hai sau 1 tháng và mũi thứ ba sau 6 tháng. Thì sau khi tiêm xong thì các bạn có thể sau một vài tháng sau các bạn có thể thử lại kháng thể. Nếu mà kháng thể dưới 100 thì các bạn phải tiêm thêm mũi nhắc. Mà nếu mà kháng thể trên 100 thì các bạn không cần phải tiêm thêm mũi nhắc. Và nếu bạn nào mà có kháng thể sau 3 mũi tiêm mà được trên 1000 đơn vị quốc tế thì lúc đó bạn đã có sức đề kháng, tức là có kháng thể của mình đối với viêm gan siêu vi B, và bạn sẽ có thể có được bảo vệ mình ít nhất từ 15 năm hoặc suốt đời bạn không bị viêm gan siêu vi B, và sau đó bạn có thai bình thường. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Huy. Một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Thanh Nguyên. Dạ, em có tham khảo thông tin ở các nhóm mẹ bầu, có nghe nói về thời điểm mẹ nhiễm viêm gan B khác nhau ở các giai đoạn trong thai kỳ thì tỷ lệ lây truyền sang con sẽ khác nhau. Có đúng không ạ, bác sĩ? Và cụ thể là như thế nào ạ? Đối với câu hỏi này tôi xin kính mời bác sĩ Bảo Huy ạ. Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi cũng hay, cũng hơi khó. Tuy nhiên, như mình đã chia sẻ, theo phác đồ của Bộ Y tế thì đối với mẹ bầu bất kỳ thời điểm nào, từ lúc bắt đầu mang thai tới suốt hành trình 9 tháng 10 ngày thì các bạn ngoài các bệnh, các bạn theo khám định kỳ chuyên khoa sản phụ khoa thì các bạn phải theo sát tái khám định kỳ của bác sĩ chuyên khoa viêm gan. Thì từ đó bác sĩ chuyên khoa viêm gan sẽ tư vấn cho bạn có cần điều trị hay không, hoặc là bạn chỉ mới bị nhiễm viêm gan siêu vi B ở trong máu. Đó. Nếu mà bạn mới nhiễm viêm gan siêu vi B ở trong máu thì bác sĩ sẽ xét nghiệm những cái xét nghiệm cần thiết để đánh giá coi bạn có cần phải dùng thuốc ức chế siêu vi từ tuần thứ 24 tới tuần thứ 28 của thai kỳ để hạn chế lây viêm gan siêu vi B từ mẹ qua con. Còn nếu bạn đang điều trị viêm gan siêu vi B thì song hành đó bác sĩ chuyên khoa viêm gan sẽ tư vấn cho bạn dùng thuốc nào an toàn cả cho mẹ, cho bé trong suốt quá trình bạn mang thai. Nên bạn cứ yên tâm, không có tác dụng phụ gì nhiều đến sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, có một số tác dụng phụ nhỏ nhỏ của tenofovir 300 thì nó ảnh hưởng chức năng thận vì thế và xương, nên vì thế định kỳ mỗi 3 tới 6 tháng các bạn phải đến khám chuyên khoa viêm gan để từ đó bác sĩ chuyên khoa viêm gan đánh giá được hiện tại chức năng gan thận của bạn như thế nào. Có bạn thì cho chỉ định dùng thuốc thì nhắc tái khám từ 3 tới 6 khám, 6 tháng tái khám lần. Tuy nhiên cũng có trường hợp các bạn bị viêm gan siêu vi B mà các bạn ở xa đi công tác, đôi khi 1 năm với tái khám một lần hoặc hơn nữa thì nó cũng rất nguy hiểm cho cái chức năng thận của bạn. Và vì thế các bạn nên tái khám định kỳ và được tư vấn kỹ càng hơn để theo dõi cả quá trình điều trị
quá trình tất cả các tác dụng phụ và theo dõi tình trạng của cái gan của bạn hiện tại như thế nào bằng siêu âm gan hoặc đo cái đàn hồi gan. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Ba Huy. Những cái kiến thức vô cùng là hay luôn đúng không ạ? Và Quyên thấy là rất là bổ ích luôn. Vậy thì ngay sau đây tôi sẽ đọc thêm một câu hỏi tiếp theo của bạn có nickname là Lê Màng Thầu. Cái nickname rất là dễ thương đúng không ạ? Vâng ạ, câu hỏi là bé từ bao nhiêu tuổi có thể tiêm ngừa viêm gan B? Trước đó làm sao để biết được là bé có bị bệnh hay không ạ? Đối với câu hỏi này tôi Quyên xin kính mời bác sĩ Phúc ạ. Thì như đã cảm ơn bạn thì nãy giờ cũng đã chia sẻ đó, thì cái việc tiêm ngừa viêm gan B á, là đã diễn ra từ lúc mà bé nó mới sanh rồi. Thì sau sanh là bắt buộc á, là trong vòng 24 giờ đầu là bé sẽ được tiêm ngừa viêm gan B, là cái mũi tiêm đầu đời của bé kết hợp với mũi tiêm ngừa lao nữa. Thì sau đó thì cái mũi viêm gan B sẽ được tích hợp với những cái mũi 6 trong 1 ở tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4, và sẽ được tiêm nhắc, là có thể mình sẽ lựa chọn tiêm nhắc lại một lần nữa vào các vào khi khoảng mười mấy tháng sau đó là mình sẽ được tiêm ngừa một lần nữa. Thì ngoài ra đó thì khoảng từ 9 tháng đến 12 tháng thì mình sẽ xét nghiệm lại coi bé nó có kháng thể chưa. Thì một số bé là cơ địa thì một số bé thì đôi khi xét nghiệm ra thì bé nó vẫn chưa đủ kháng thể, thì mình vẫn bắt buộc mình phải tiêm nhắc lại. Thì hoặc là trong cái quá trình mà mình bé nó lớn lên á, thì cái hàm lượng kháng thể này nó sẽ giảm. Tất nhiên như bác sĩ Vũ Huy đã nói thì hầu hết các trường hợp cái lượng kháng thể này nó vẫn đủ bảo vệ cho bé tới khoảng mười mấy, 20 tuổi, 30 tuổi thì vẫn có khả năng bảo vệ. Tuy nhiên một số trường hợp á, thì có những trường hợp gọi là không có kháng thể, tức là tiêm rồi đó nhưng mà cái lượng kháng thể nó giảm nhanh hoặc là nó không có, thì bắt buộc mình phải tiêm lại. Thì như theo phác đồ là 016 như anh bác sĩ Huy đã nói đó, để mà sau đó xét nghiệm lại ít nhất là 1 tháng 2 tháng sau mình phải xét nghiệm lại coi cậu bé nó có kháng thể chưa. Xin cảm ơn bác sĩ Phúc rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, vậy thì câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của trong phần trả lời câu hỏi trong buổi tối ngày hôm nay. Rất nhiều những câu hỏi quý vị chúng ta đã gửi về, tuy nhiên là do thời lượng của chương trình có giới hạn cho nên là những câu hỏi mà quý vị khán giả gửi về chưa được giải đáp trực tiếp ở đây, thì bác sĩ sẽ inbox và trả lời Facebook cho quý vị khán giả ạ. Vâng ạ, quý vị khán giả ơi, vậy thì ngay sau đây để kết thúc cái buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ xin kính mời bác sĩ Bảo Huy cũng như là bác sĩ Hoàng Phúc sẽ nhấn mạnh lại những cái lưu ý quan trọng trong chủ đề lần này và sẽ có đôi lời nhắn nhủ đến cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, đặc biệt là các gia đình bầu ạ. Xin kính mời bác sĩ. Cảm ơn các bạn. Thì như đã chia sẻ, cái bệnh viêm gan CVB nó tổn thương gan, nó dẫn tới sơ gan mất bù và ung thư gan rất là cao. Vì thế các bạn đừng có ý y, các bạn phải chú ý cái sức khỏe của mình, và đặc biệt là các mẹ bầu trước khi mình lập gia đình tiến tới hôn nhân, mình đi kiểm tra, nên kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cho hai vợ chồng, từ đó mình đưa mình tiêm ngừa viêm gan, xong đó lúc đó mang thai mình rất là an tâm. Vì các bạn có biết một trường hợp viêm gan CVB theo để mà điều trị đối với thể HBeAg dương tính có thể các bạn điều trị gần như là suốt đời. Như chị Thủy là một bác sĩ cũng rất là giỏi về viêm gan CVB. Chị thống kê lại, chị nghiên cứu lại trung bình một điều trị mất cái HBeAg trung bình là 52,2 năm. Thì các bạn nghĩ coi là nó rất là tốn kém tiền bạc và thời gian điều trị dùng thuốc suốt. Vì thế các bạn chú ý khám, chẩn đoán, tiêm ngừa trước khi có thai. Tại vì các bạn mốt biết rằng một ga viêm gan CVB điều trị suốt đời rất tốn kém. Các bạn tái khám định kỳ 3-6 tháng, làm tất cả các xét nghiệm như xét nghiệm chức năng gan, công thức máu, chức năng thận, siêu âm gan định kỳ mỗi 3-6 tháng, đo độ đàn hồi gan, đo tải lượng siêu vi mỗi 6 tháng, 3-6 tháng, rất là tốn kém. Nên cái bệnh viêm gan CVB nó dẫn tới sơ gan và ung thư gan và ảnh hưởng tính mạng. Như các bạn đã biết, theo thống kê
hơn 33.000 ca tử vong do bệnh lý về gan, viêm gan. Nên cái vấn đề tiêm ngừa và theo dõi và điều trị, các bạn cố gắng theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để các bạn có một cuộc sống tốt, các bạn có cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Huy. Kính mời bác sĩ Húc ạ. Thì quay qua cái chương trình này á, thì bác sĩ nhắn gửi á, là những mẹ bầu nào á mà đã có viêm gan B, mà đã xác định là đã có bị viêm gan B rồi á, thì thứ nhất á, là mình tuân thủ điều trị cho nó đúng để mà giảm cái tình trạng mà lây nhiễm cho bé sau sanh. Và tất nhiên là khi mà bé sanh được ở bệnh viện á, thì tất nhiên mình phải thông tin là mình đã bị viêm gan B, thì tất nhiên là bệnh viện cũng sẽ có xét nghiệm. Thì tất nhiên bé ra đó thì sẽ được tiêm ngừa cái kháng thể và cái vaccine viêm gan B sớm để đảm bảo là bé nó giảm cái khả năng lây nhiễm thấp nhất cho bé. Đồng thời thì sau đó thì mình chăm bé đó, thì mình cho bé đi tiêm ngừa đúng theo lịch để đảm bảo bé được tiêm ngừa đủ cái vaccine viêm gan B trong những cái liều kế tiếp. Đồng thời mình cũng theo dõi bé là trong quá trình mà theo dõi bé có những cái triệu chứng nào của viêm gan cấp, ví dụ như vàng da hay bé ngứa hay là bé bỏ bú bỏ ăn gì đó, thì đem đến bé đến khám ngay lập tức. Đồng thời thì xét nghiệm lại cho bé vào thời điểm 9 tháng đến 12 tháng tuổi để đánh giá coi bé nó có bị nhiễm viêm gan B không và có kháng thể viêm gan B chưa. Rồi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Phúc. Một lần nữa, tôi Nguyên xin được phép thay mặt cho ban tổ chức Lớp học tiền sản Bệnh viện Quốc tế Phương Châu gửi lời cảm ơn chân thành đến hai vị bác sĩ đã dành thời gian đến đây để chia sẻ những kiến thức rất là hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là quý gia đình bầu của chúng ta. Và xin kính chúc cho hai vị bác sĩ chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe nè, để có thể chăm sóc tốt những khách hàng của mình và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nữa. Xin cảm ơn hai vị bác sĩ ạ. Quý vị khán giả ơi, vậy thì ngay sau đây sẽ là một phần vô cùng là hấp dẫn luôn. Và tôi Nguyên biết là quý vị chúng ta cũng đang chờ đợi đúng không nào? Đó chính là phần công bố danh sách quý vị khán giả đã trả lời câu hỏi đúng nhất và nhanh nhất về cho chương trình. Trên tay tôi Nguyên đã cầm chắc danh sách rồi. Ngay bây giờ không để cho quý vị chúng ta đợi lâu nữa, tôi Nguyên sẽ được công bố ạ. Đối với trò chơi đố vui đầu tiên thì ở Cần Thơ, một bạn có nickname là Huỳnh Anh, xin chúc mừng bạn Huỳnh Anh đã giành được phần quà từ phía của chương trình. Ở đầu cầu Sa Đéc, xin chúc mừng bạn có nickname là Trung Danh. Ở đầu cầu Sóc Trăng, xin được chúc mừng bạn Nhiên Huỳnh. Một lần nữa xin chúc mừng các anh chị ạ. Ở trò chơi đố vui thứ hai thì đầu cầu Cần Thơ là bạn có nickname là Mộng Hằng, bạn Hằng Lê ở Sa Đéc, và Thơ Nguyễn Thị Hồng là nickname của bạn ở Sóc Trăng. Chúng ta đã nhận được phần quà đặc biệt từ phía của chương trình. Quà quý vị ơi, mỗi một câu hỏi tương tác mà quý vị chúng ta đã gửi về thì ban tổ chức cũng sẽ tri ân cho mình là một món quà đến từ ban tổ chức, nhà tài trợ ạ. Vậy thì sau khi chương trình kết thúc thì lớp học tiền sản của Phương Châu sẽ nhắn tin qua Facebook cho mình để hướng dẫn cho mình cái cách thức để nhận quà được không ạ? Vâng ạ, quý vị khán giả thân mến, một lần nữa thì tôi Nguyên cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả đã theo dõi và theo dõi xuyên suốt trong quá trình cũng như là đặt ra những cái câu hỏi rất là thú vị về cho chương trình. Hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay với sự kết hợp của hai chuyên khoa, nội khoa và nhi khoa đã mang đến cho quý vị chúng ta một buổi tối thật là nhiều kiến thức bổ ích và hữu ích. Vậy thì ngay bây giờ cho tôi Nguyên xin phép được hỏi nhỏ nha. Các mẹ bầu chúng ta đã chuẩn bị gì cho cái lần vượt cạn này của mình chưa? Vâng ạ, tôi Nguyên cũng biết chắc rằng là chúng ta đang có rất nhiều những cái mối lo và băn khoăn, cũng như là sắp tới mình sẽ cần chuẩn bị gì để cho cuộc vượt cạn đây. Vâng ạ, hiểu được cái điều lo lắng đó thì ban tổ chức lớp học tiền sản của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu sẽ mang đến cho quý vị chúng ta một chủ đề kế tiếp rất quan trọng với chủ đề được mang tên Chuẩn bị cuộc vượt cạn thành công. Qua phần chia sẻ của diễn giả bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Chí Công trong lần sắp tới rơi vào 19 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2021. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng đón theo dõi quý vị nha. Những phần quà hấp dẫn nào đang chờ đợi chúng ta hãy cùng đón theo dõi nha. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả.